cảnh tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Cờ Sao Hợp Linh tại làng Chết Ngon, xã Chư Á, thành phố Pleiku, sau khi hai người con trai ra đi đột ngột do tai nạn giao thông. Đứa còn lại trong tình trạng nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Vợ chồng chị hối hận vì đã giao xe cho con điều khiển khi chúng còn quá nhỏ. Song tất cả đã quá muộn. Trước đó vào trưa ngày 11 tháng 9, đứa con trai lớn của vợ chồng chị Cờ Sao Hợp Linh là Cờ Sao Dương, 13 tuổi, điều khiển xe mô tô chở theo hai em là Cờ Sao Giang, 10 tuổi, Cờ Sao Niên, 7 tuổi, đã va chạm với xe ô tô con trên đường Lê Duẩn, thành phố Pleiku, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước đó vào đêm ngày 10 tháng 9, trên đường Võ Văn Kiệt, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, thiếu niên tên Dư, sinh năm 2006, trú tại làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pả, không có giấy phép lái xe, song vẫn điều khiển xe phân khối lớn, đi không đúng phần đường, lưu thông hướng từ thành phố Pleiku đi Chư Pả. Trên đường đi, do không làm chủ tốc độ, đã tông vào một thanh niên khác đang đi xe mô tô trên đường. Hậu quả, hai người tử vong tại chỗ. Hậu quả sau những vụ tai nạn giao thông thương tâm là điều đã thấy rõ. Thế nhưng trên thực tế, không ít cha mẹ vẫn cố tình làm ngơ, tiếp tục giao xe phân khối lớn cho con em điều khiển. Cứ thế, những hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ như thế này lại diễn ra tại không ít địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Và tai nạn giao thông có thể ập tới bất cứ lúc nào. Tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, để chống đua kéo, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi bậc cha mẹ cần thường xuyên nhắc nhở giáo dục con em mình. Tuyệt đối không được giao xe cho các em điều khiển khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và chưa có giấy phép lái xe. Việc điều khiển xe phân khối lớn và chưa đủ tuổi của con là con thấy con sai. Và con hứa từ nay về sau con sẽ không dám nữa. Đến đây thì cũng nhờ mấy chú công an là răn đe cháu, làm bố mẹ thì cũng giáo dục con là cũng không có cho con đi. Cũng bảo rằng con chưa đủ tuổi như vậy thì con đừng có nên lấy xe đi lung tung. Tai nạn giao thông sẽ từng bước được kiềm chế khi có sự cộng đồng trách nhiệm từ chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và chính những bậc làm cha làm mẹ. Không dung dưỡng, nuông chiều, nói không với các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ chính là góp phần giúp con em mình hạn chế đến mức thấp nhất gây ra tai nạn giao thông.